Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube ẩm thực và du lịch của Dâm Mị Ân Cồ nha. Mình là người chuyên làm ẩm thực mà. Và ẩm thực chứ quên lộn, người chuyên làm ẩm thực, bởi thành ra là bây giờ mình đi quay một cái nhà hàng nữa nha. Mình nay mình tới ăn cái nhà hàng sushi kêu là Sân Cà. Cái nhà hàng đó ở ngay thành phố Newport Beach. Cái nhà hàng đó là local lắm nha. Nó chảnh lắm. Nó coi như là nó cũng phải là mắc hay là gì, nhưng mà nó chảnh lắm, là tại vì cá của họ là họ nhập từ Nhật, qua mà nhập mỗi ngày luôn, coi như sáng vô là trong tiệm có gì bán cái đó đó. Thì cái kiểu đó nó bán kiểu người Nhật, mà người Nhật là họ đề cao cái nghệ thuật của sushi lắm. Đối với họ sushi là nghệ thuật nha, chứ không đơn giản là chỉ là một món ăn. Thì thành ra cái cá của họ nhập vô là nó dai lắm, mà nó ăn nó thơm lắm, mà nó ngon lắm. Bởi nên hôm nay mình đi quay thử cho các bạn coi, để coi cái người mà làm local á, họ làm cái cá nó làm sao. Chứ còn mà những cái hệ thống á, thì cá sao mình hay tuna thì nó cũng common quá rồi. Common là có nghĩa là nó điểm nào nó cũng có. Còn cái này có những cái cá mà nó hơi độc chút xíu, hơi lạ. Nói chung là cái tên mà nói tiếng Nhật không mà mình cũng chẳng biết đâu. Bây giờ mình tới nha, chiều Cali buổi chiều nó hơi nóng, nhưng mà so với những thành phố khác thì cũng nóng không bằng nha. Bởi thành phố ở đây là Newport Beach nha, gần biển nên nó mát lắm. Nhiệt độ ngoài giờ là chừng 70 độ à. Đó, cái tiệm mình ăn tính ăn đó, tiệm Sân Cà Sushi. Tiệm này nó mới mở cửa à, nó bán chảnh lắm, 5 giờ chiều nó mới mở cửa nên mình không có tới sớm được. Mình tới giờ này nó còn vắng, mình tới mình dễ quay phim, dễ nói chuyện cho mấy bạn coi nha. Chứ còn mình tới buổi tối là nó đông lắm, mà nó không có cho reservation, nó không có cho bỏ tên trước gì đó, phải tới ghi tên rồi, mất thời gian lắm. Bởi nên bây giờ mình tới đó review. Bây giờ mình vô mình ngồi trong bàn rồi nha. Mới có 5 giờ mới mở cửa à. Mình nãy mình nhìn nó outdoor là nó không có ai hết, nhưng mà người nó indoor là nó full, gần như full hết luôn, mấy cái bạn là full hết. Ôi luôn ơi. Nên là hôm nay mình tới sớm thì đó, mình có menu nè, đó đi quay menu cho mấy bạn coi nè. Nó có cái này nó độc đáo nè, nó đây là come from Japan, nghĩa là những cái cá này là cá đến từ Nhật Bản. Còn cá bên này là giống như tuna, rồi salmon, yellowtail, là big snap, red snapper, là mấy cái đó là mình không có thích mấy. Mình thích là mình thích mấy cái này nè, come from Japan. Nó có Shina, Aji, Kabachi, rồi Buri, đồ Suzuki, Toyota, Yamaha, Honda rồi á. À, soy sót nha, soy sót này lợi hại nha. Thường thường nó có cái lỗ ở trên nè, đó mình chế ra nè, đó mình bít cái lỗ nó không ra, phải không? Mình mở ra cái lỗ đó, đó nó ra, thấy chưa, nghệ thuật thấy chưa, nó có cái lỗ ở trên. Nói chơi thôi chứ cái bên soy sót Việt Nam vậy, nhưng soy sót ở đây nó low sodium. Nhưng bởi nghệ thuật ăn sushi á, đừng bao giờ ăn omakase rồi á, đừng bao giờ chấm nhiều nước tương quá. Và chấm nhiều nước tương á, nó mất cái vị ngọt của cái người, cái con cá đó, của người đầu bếp, họ dày công họ chuẩn bị cho mình. Bởi nên á, hồi nãy họ bưng ra là họ nói này là cá Alibaba nè. Cá này... Dạ, thank you. What is your name again? Shima Aji. Dạ, thank you. Này Shima Aji nè. Cái này cái gì không biết, cái này cái gì cũng không biết luôn. Nói chung là tiếng Nhật nghe nó sang lắm. Nó sang lắm, tiếng Nhật nó sang. Giống như cái bánh nó bạch tuộc mình thôi, bánh ruột nó kêu takoyaki, tên nó sang lắm. Chứ còn mà mình tiếng Việt mình không có sang, họ nói rồi mình không biết cái đó cái gì hết. Nhưng mà chắc ngon, thử trước nha. Thử. Ăn sushi á, nhiều người ta nói ăn mà ngon là phải bốc. Bốc thử nha. Cái đó là truyền thống luôn nè, miếng cơm này nó nhỏ không? Miếng cơm này nhỏ xíu à. Miếng cá nó bự nè. Đó, thử cái cá đầu tiên nha. Chấm nhẹ thôi nha, đừng chấm nhiều quá. Nhẹ thôi. Muối biển. Muối biển ở trên mà nó dai không? Nó ngon. Bởi tôi nói người Nhật nó khôn. Mà sao nó khôn? Nó ăn cá không à, nó khôn. Người Nhật nó khôn, nó ăn cá không à. Cá nó cá chất lượng. Mà ăn sushi ở Nhật rất là mắc nha. Nhiều khi ở bên Nhật á, người Nhật không đủ tiền ăn sushi luôn. Tại sao cá ngon gửi qua Mỹ? Bởi mình ở Mỹ mình phải ăn sushi. Ngon quá. Con này dài, cảm giác như là nó dài. Dai không? À, con này nó có cái da nè. Da nó nướng lên nè. Thơm. Cái này mình thấy thơm nè. Với một chút tiêu. Tiêu này không biết tiêu hay gì. Thử luôn. Ngon quá. Quá ngon. Nó ăn sushi là the best. Mình thích sushi dữ lắm. Đây, miếng cuối cùng nha. Cái này là Shima Aji. Shima Aji. Không biết cá tiếng Việt dịch ra sao luôn. Tại vì Nhật đó, họ có cái trăm loại cá. Ngon quá. Cái miếng thịt đó
nó tươi mà nó dai. Đây, món thứ hai nha, salmon skin salad. Salmon skin salad là da cá hồi nướng á. Khi mà cái miếng cá hồi á, họ cắt một lát ra, giờ sẽ cắt lớp da ra, nhưng mà trong cái lớp da nó sẽ dính một miếng thịt, một miếng thịt cá. Họ cắt sẽ không quá mỏng nè, nó dính đây nè đó, nó có vừa có da vừa có thịt, nhưng miếng thịt nó sẽ mỏng thôi. Họ trộn lên cái này á, ngày xưa mình không biết cái này là cái gì, cái này là dry tuna đó, có nghĩa là tuna mà họ làm khô khô sẽ giống như một khúc gỗ vậy. Họ bào ra, họ bào ra, họ để lên. Sauce thì họ sử dụng bonzu hay cái gì đó, nó hơi chua chua thôi, nhưng mà thường thường mình phải có thêm miếng xà lách tại mình thích. Nói chung là cái tiệm này mình thích dữ lắm. Nói chung là sushi là mình thích ăn vô là khoái khẩu liền, tại vì ăn á, ăn về cảm thấy cái bụng mình nó nhẹ lắm. Thank you, miss some good, thank you. Đây, thử nha, ngon quá. Ngon. Ngon quá, sao sảy luôn. Dạ cá hồi chiên, cá hồi chiên, dạ cá hồi chiên, ăn ngon lắm. Ăn chua chua á, ngon. Đây, một cá nhật này không biết tên gì luôn. Tên này tên gì chứ không biết nữa. Hai con này nhớ nha, con này là Spanish mackerel. Kêu là Aji á, Aji á, là Spanish mackerel. Cái này sa bà nha, sa bà. Sa bà cái này là có miếng hành nè, có miếng tỏi nè. Mà họ đã dặn đó là không có bỏ soy sauce lên nha. Ờ, tại vì khi mình bỏ soy sauce luôn nó sẽ phá hỏng cái vị của cái người đầu bếp mà đã chuẩn bị sẵn cho mình nha. Cái này là họ bỏ một chút xíu bonzu sauce. Bonzu sauce thì nó hơi chua chua lên trên. Và thử nha. Nó ngon quá, hết sảy luôn. Mà ăn sushi á, thường thường cái mặt á nó hay diễn tả mà biểu cảm mà giống như phê á, nhưng nó phê cần à, nó ngon quá. Thực sự rất là ngon luôn. Ăn á, chưa gì á, 4 miếng phải không? Bởi nên mình kêu chừng 6 miếng, 8 miếng á, nó có đã. Mình kêu á là kêu khi nào until full luôn. Khi nào á, no rồi thôi đừng làm nữa. Ok. Nhưng mà mình nghĩ á, hôm nay em đói ăn cậu cũng phải mười mấy miếng á, chưa biết no hay không á. Thử nha, Spanish mackerel. Cá thu á, cá thu mà của Tây Ban Nha nha. Thử nha, cái này thì có chấm mức tư chút xíu. Ngon. Thịt nó mềm nhưng mà nó săn lắm, không hiểu sao nó thịt bắt tay nó săn, nó săn, nó săn. Cá nó còn trẻ hay sao, nó không phải nó già. Đấy, Sapa nha, Sapa nha, đường lên đỉnh Sapa nha, đường lô đỉnh Olympia Sapa gì nha. Nhìn về ngoài nhìn giống, có vẻ nhìn giống cá nục hay cá thu gì á, cái da giống cá nục cá thu, lớp trên có lớp gừng, lớp này lớp gừng, gừng nhẹ. Thử đi, gì mà thử mới chơi được. Ngon, ngon mà thấy cũng thường, không bằng hai con nãy, hai miếng nãy. Bây giờ cái mới ra nha, cái này là Uni Santa Barbara, cái này Achibichu gì đó không biết nữa, tiếng gì không biết. Tiếng Nhật. Cái này Toro, Toro thì nó quá mắc rồi, bạn nào hay chiên ăn sushi không biết. Toro là nó giống tuna á, nhưng con tuna nó nhỏ. Con Toro là cái con bự á, kêu là bluefin tuna đó, là con cá ngừ vây xanh á, nó to lắm, con co nặng như cái 100 kg á. Ngư dân ở biển Việt Nam mình rất nhiều nha. Ở tàu ở miền Trung mình á, Bình Định, Đà Nẵng đâu á. Người cái tàu á, tàu nó có chịu mấy triệu đô la luôn á, ở Việt Nam mấy triệu đô la luôn, họ ra họ bắt. Họ bắt được con cá ngừ vây xanh đó. Họ không có đưa về, nhưng mà họ sẽ, người Nhật á, họ sẽ mua, họ sẽ đem qua cái chợ cá lớn nhất thế giới là Tsumaki á. Họ sẽ đem qua cái chợ cá lớn nhất thế giới, họ sẽ mổ ra cái con cá ngừ đó, họ mổ một khúc ở dưới đuôi á. Cái người đi mua cá đấu giá đó, họ sẽ coi cái miếng đuôi đó nó tươi không, thì họ sẽ đồng ý mua con cá. Có nhiều con cá, mấy bạn research đi, bấm Google con cá ngừ mắc nhất thế giới, nhiều con nó lên tới cầu mấy trăm ngàn đô á, khủng khiếp lắm. Và cái người mua cá họ là những người mà gọi là mua rất là sành năng, mà rất là coi như chủ hệ thống nhà hàng lớn không à. Để thử Toro trước nha. Ê, cho giống miếng thịt bò, giống y chang luôn, đẹp hơn miếng thịt bò. Theo mình nghĩ là đẹp miếng thịt bò, y chang miếng thịt luôn, không có gì khác hết trơn. Thử nha. Nó tan trong miệng luôn, coi như là giống như là nó tan miệng, nó không có miếng lợn cợn gì hết trơn. Cảm giác giống như là một miếng mỡ bò mà có lớp phủ lớp mỡ hết trơn, tan ra hết trơn luôn. Ăn nó phê, phê dã man luôn.
Đây, cái cá này nha, họ nướng lên nha, họ xia lên. Đây, thấy không? Họ xia lên, lên thành cái lớp da giống như là nướng vậy. Ngon lắm, thử đi em. Thử cái đẳng cấp của cỡ nào. Ngon quá. Cái lớp da ở ngoài á, họ chỉ xia lên để cái mỡ cá nó cháy lên. Cháy lên cảm giác là giống như nó có mùi cá nướng thôi, chứ bên trong là hoàn toàn sống, 100% sống, chỉ có lớp ở ngoài thôi. Nhắm áo một lớp ở ngoài nó có mùi cá nướng thôi. Mà mỡ cá là nó có omega 3, nó tốt, rất là tốt, ngon. Nó sảy, ăn miếng gừng nữa. Giữa những miếng sushi là pha miếng gừng. Phong cách nó vậy mà. Ngon quá. Đây uni nha. Uni Santa Barbara. Ở Việt Nam kêu con bà nháy bà phát gì á, cô Hài Việt Hương á, cô Việt Hương á, Việt Dương với Quang Lê gì á, đi về chợ Việt Nam hay ăn á. Nhưng mà Santa Barbara mình nhìn con nhum thôi, nhưng mà nhum nó có nhiều loại lắm, mình không có người kỹ tưởng tượng được nhum có nhiều loại đâu. Cái con này á là cái màu nó chưa có tới nổi mà mắt, cái con mắt nó vàng ươm luôn, nó từ Hokkaido á. Cái con đó nó mắc một miếng lên tới 20 đồng nữa. Cái này là Santa Barbara. Santa Barbara là vùng biển ở gần đây nè, gần Cali, dùng nước ấm nha, nhưng mà cũng ngon lắm. Việt Nam mình á là nhum lại khác nữa, nhưng mà nhum Việt Nam mình như táo băng sống hay sao á, hay ta nấu cháo ta nướng thì làm gì không à. Đây thử nha. Đây thêm lại hai môn này là cá nướng nè, cái này là cá gì nó không biết nữa, nhưng mà thường cá này nhìn giống con vẻ tươi nè, giống red snapper. Mình ăn thử nha. Ngon. Ok. Tươi. Không biết nói sao nữa. Nhưng mà nó giống mấy con cá kia thôi. Cái đó cũng chưa có gì đặc biệt. Để thử mấy con này coi, còn lại. Tại biết sao? Trong cái menu á, nó cầu phải 20-30 loại cá đó, thì trong đó mình thích đâu chừng có 5-7 loại thôi. Không thể nào mình thích hết 20-30 loại nha. Giờ mình thử cái con này nha, cá nướng nè. Thử lại nha, cá này cá khác. Thử. Con này mất rồi. Hồi nãy họ đem ra họ có nói tên sinh nhật mà mình quên mất tiêu rồi. Không biết tên gì nữa. Nhưng mà ngon. Con đó này ngon, rất là ngon. Nướng. Đây bây giờ cá này là không biết gì nữa mà cá màu trắng nha. Cá màu trắng. Cái lớp trên này là lớp tỏi. Tỏi họ xay ra, họ ngâm, họ chiên lên, họ xay với lại tàu hũ á, tô phu á, nhưng mà tàu phu khô. Họ nói là đừng có chấm nước tương, ăn một đại rắc luôn. Thử nha. Thử đại rắc luôn nha. Ngon. Cái tỏi gì trên á, cái gia vị nó ngon. Ăn không cần nước tương, nó hơi mặn mặn, nó giòn. Nếu mình không nói tàu hũ á, không ai biết là tàu hũ đâu. Để giống như cái dầu, giống như sa tế vậy. Mà cái sa tế mà nó thơm, ngót, ngon. Còn hai con này là sao mình với con này là con gì quên mất tiêu rồi. Sao mình này nó giống như là typical, giống như là ăn sushi lúc nào cũng phải có sao mình vậy. Dạng như mỗi trong nhà người Việt Nam mình có chiếc xe Toyota. Nhưng mà ngon, vẫn ngon, thử nha. Thử đi, chơi luôn, đang đói mà. Ngon. Sao mình cannot go wrong, chỉ ăn thua là tươi hay không à. Tươi thì nó khác, không tươi thì nó khác thôi. Sao mình thì cannot go wrong. Cái này là giant clam nha, giant clam là con sò bự á, thấy không? Cơm có chút xíu à. Giant clam nó sực, ăn thử coi. Sò bự. Biết sò gì đây không biết, Việt Nam có sò lông, sò huyết, không biết đây sò gì đây. Ăn nó ngộ, nó sực á, giống nhớ rồi, ăn con ốc giống con ốc dò dòi, giống bị chen con gu đất vậy á, con gu đất, con ốc dò dòi á, dò dài nè, kéo ra dài, ăn nó sực, nó hơi có cái mùi tanh của con sò mà nó ngọt, cái dĩa này chắc sò không quá, sò đẹp, đây là sò bự, sò đẹp, sò đẹp to khủng khiếp, ở trên bỏ miếng tiêu nữa, chấm miếng. Chơi luôn. Thời điệp đây làm ngon. Miếng thời điệp á,
là giống như là cái dày mà nó ngọt. Sò đẹp á, bạn làm sao nó cũng vậy à, chỉ cái ăn sống nó ngon mà làm sao nó cũng dở, nó không phải nó dở mà nó khó làm lắm. Tại sao? Là nó ra nước, nó bị vấn đề sò đẹp nó ra nước. Miếng sò đẹp phải bự đi nè, bỏ lên cái chảo xíu teo lại nè, bởi sò đẹp khô nó mắc lắm. Tại ví dụ như 5kg sò đẹp nước mới làm được 1kg sò đẹp khô à, thì khô nó mắc lắm. Ở sò đẹp là ăn sống là ngon nhất, sống chỗ này là nó miếng nó dày nè, ngon. Còn miếng thử luôn, cá gì không biết, cá ăn với trà xanh ngon quá, chơi luôn. Chua, trà xanh, mùi trà xanh không à, y như mùi của Sơn Tùng MTP. Trà xanh ngon, có miếng chanh ở trong không, có miếng chanh ở trong, chua ăn nó giật mình luôn á, nhưng mà ngon, ngon lắm, rất thích vị giác. Dĩa cuối cùng mà nha mấy bạn ơi, cái này là cua nè, snow crab nè, snow crab là cua tuyết, đó, cua nhện. Cái này là cái gì không biết, whitefish, nhưng mà cái này là tôm đỏ nè. Tôm đỏ cái đầu đem chiên lên, cái đuôi á gắp lên cho mình nè, ăn ngon không? Nãy giờ mình quay nhiều rồi nha, nên cái này á mình xin phép mấy bạn là mình ăn luôn đi, chứ mình quay cái video nó cũng dài quá rồi. Giờ mình ăn luôn. Ăn cái dĩa này dĩa cuối cùng mà nha, nãy giờ cũng khá no, nãy giờ cũng mấy bạn đếm cũng mười mấy miếng rồi đó. Bởi nên xin phép bạn là cái này là mình ăn hẳn đang direct luôn nha. Đây bây giờ mình ăn xong rồi nha. Bây giờ mình ăn xong rồi nha, quá no nê luôn. Thường thường mà ăn sushi xong mình hay bị food coma lắm. Food coma là giống như là ăn no quá đó, cái xỉu vô xe cái ngủ xỉu. Nhưng mà lạ nha, ăn sushi xong nó xỉu vậy chứ tỉnh dậy là đói lại liền. Lý do tại sao? Là tại vì á, cái sushi đó, nó không có mỡ, nó không có gì, nó rất là dễ tiêu hóa. Tỉnh dậy là đói liền, mà thấy người khỏe lắm. Quan trọng á là ăn nó giống như nó rửa bụng vậy á. Nhưng mà bạn coi không, tiệm khủng khiếp không? Hồi nãy mình nói mấy bạn sao, vô phải vô sớm, không là xếp hàng chết luôn. Cái tiệm này là không cho reservation nè, không cho bỏ tên không gì đó, bây giờ thấy không? Bây giờ xếp hàng đông kín kín hết luôn, người ta đi giống như đi hội vậy đó. Nhưng mà theo mình nha, theo quan điểm của mình nha, đi ăn cái tiệm này là tại vì mình muốn cái hương vị nó tự nhiên thôi. Chứ còn mà nói về kiểu cọ của sushi á thì cái tiệm này chưa nha, chưa. Mình sẽ dắt các bạn đi một cái tiệm nó sẽ nâng tầm cái sushi lên còn cao hơn nữa. Cái này á là cái hương vị nó ngon, nó đến từ cái con cá mà họ cảm thấy là mình cảm thấy họ làm là không cầu kỳ. Nó khá là tự nhiên, họ chỉ bỏ miếng cá lên cơm thôi. Còn lại là họ sử dụng cái thế mạnh của họ là tại họ nhập được cá từ Nhật qua. Nhưng mình sẽ dắt bạn đi một cái tiệm sushi gọi là cái kỹ thuật nó nâng tầm cao hơn nữa, và cái sự kết nối với những cái hương liệu khác á, những cái loại ingredient khác á, những cái mà nguyên vật liệu nó nấu ăn khác á, nó nâng tầm lên cao hơn nữa. Để mà mình làm được những video mà chất lượng vậy á, các bạn nhớ like, share, subscribe giúp mình nha. Nhớ like, share, subscribe để mình có động lực để mình đi nhiều chỗ, mình review những cái hệ thống nhà hàng cho mấy bạn coi. Để mình thích review hệ thống nhà hàng lắm là để chi? Để mọi người coi mình ở trên khắp miền đất nước của Hoa Kỳ á, họ có thể tới họ ăn luôn. Rồi, kính chào mấy bạn.